Thưa Game Minh đây, xin chào các bạn. Rồi, hôm nay thì chúng ta có một game tên là Danny How. Dạo trước mình nhớ là mình có chơi một game tên là Danny How. Là một cái game mà ở trong đó thì chúng ta sẽ bị bà ngoại đuổi. Lúc khi mình chơi cái game đó mình mới phát hiện ra là cái nỗi sợ quái quỷ như thế này. Cái nỗi sợ khi mà chúng ta ở trong một không gian chật hẹp mà chúng ta phải tìm cách thoát ra khỏi cái nơi đó, đồng thời bị một cái thứ gì đó đuổi theo ấy, thì nó đáng sợ hơn mình nghĩ rất là nhiều. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục phải gặp phải một cái game mà mình nghĩ là chắc chắn là chúng ta sẽ phải bị đuổi ở trong cái ngôi nhà nữa rồi. Hai cái tên này, hai cái này kết hợp với nhau và có vẻ như Danny rất có thể là con quái vật này các bạn ơi. Mình nghĩ là con này chỉ có thể quái vật thôi chứ là cái gì nữa. Rồi chúng ta bắt đầu vào game luôn nhé. Tại sao hôm nay mình lại quyết định chơi cái game này vậy? Ê, một chú chó các bạn ơi. Mới vào đầu game thôi là chúng ta đã gặp một chú chó rồi. Nhưng mà như vậy nó đã sợ không tí. Và mình nghe... Ê, mình nghe nói là chó mèo nó thường hay nhìn vào một cái khoảng không ấy. Và nó nhìn thôi chứ nó không làm gì cả. Thì những lúc như thế là thực ra là ở đây nhìn ma các bạn. Mình không biết có thật hay không nữa. Giờ mình cần bật đèn ở trong. Ủa tối thế. Rất là tối các bạn. Không cảm chứ. Game này nó tối như vậy thôi mình cũng bó tay rồi. Mà nếu mở đèn lên thì chắc nó sẽ sáng đấy. Đây là chỗ nào đây? Trông có vẻ rất là tối. Đây chẳng khác nào cái cổng địa ngục kìa. Để mình xem là còn cái nơi nào cần mở đèn nữa không. Ôi rất là tối. Mình đang nghi ngờ là lát nữa thế nào nó cũng cúp điện xuống cho mà xem. Tại vì nó có mở đèn thì chắc chắn là sẽ có cúp đi các bạn. Rồi, cái kiểu kéo cửa ngu ngốc này nữa rồi. Cái kiểu kéo cửa này là khi mà chúng ta bấm nút E nó không mở các bạn, mà chúng ta phải kéo cái chuột ra thì nó mới mở lên. À đây là nhà vệ sinh nè, rất là tối. Mình không dám nhìn đi đâu khác ngoài cái chỗ mà phát ánh sáng cả. Nghe cái tiếng gì thế? Nghe tiếng mở cửa. Địa hình ghê quá. Con phong gì đây? Con phong quỷ quái gì đây? Hả? Tại sao lại có căn phòng chiến này? Nhà nó bị cái gì vậy? Ở đây là nói với lại ở trước. Đây là chú chó, cũng may là vẫn còn sổ các bạn, chứng tỏ đang thức. Ít nhất thì mình cũng có một bạn đồng hành ở trong cái game này. Cho nên là bây giờ mình vẫn chưa cảm thấy sợ hãi gì đâu. Đặt những cái đĩa. Những cái đĩa gì đây? Đây có một tờ giấy này. Cảm ơn vậy đã giúp trong chừng Ginger tối nay. Ginger chắc là con chó gì. Vậy là mình đang ở nhà của ai đó chứ không phải là nhà của mình. Không biết là ai nhưng mà nhà rất là rộng. Ginger thì rất ghét thời tiết tệ. Và nói chung là phản ứng của Ginger thì rất là xấu ở trong cái dịp bão, những cái dịp bão. Có những cái vì tôi phải đời đi rất nhanh. Marie, tên của người gọi là Marie thì chắc có lẽ là bạn gái của thanh niên này chăng. Em phải rời đi rất là nhanh, rất là sớm. Là chưa thể gọi là rửa được những cái chén đĩa trong bếp. Nếu không phiền thì có thể rửa giúp được không? Ủa? Để trả thêm. Ê, vậy là mình là ai ở trong đây? Đừng nói mình gì là... Không như mình đang trang phục nam mà. Marie thì có vẻ tên là nữ. Tự mà mướn một cái người nhân viên dọn dẹp nam về à.
Phải rửa ở chỗ đó thôi. Thôi đặt ở đây. Rửa những cái đĩa đúng không? Không phải là để vô đó rửa à? Mình không biết mình có đang làm đúng hay không nữa các bạn ơi. Bảo mình rửa mà mình đặt vô trong luôn rồi. Vẫn còn một cái nữa. TV tự động mở đấy. Vì một cái lý do đó TV đang mở các bạn ơi. Tôi không thấy cái gì trên màn hình cả. Sao đó? Sao nó có sổ ở phía đó không vậy? Cuối cùng thì nó cũng tắt rồi. Không biết là nói cái gì nhưng mà tự động mở, tự động tắt luôn. Vô cùng ảo ma. Và tại sao lại có thêm cái này nữa? Hồi nãy mình đã cất rồi cơ mà. Không thể nào nhầm lẫn được các bạn. Hồi nãy mình đã gọi là cất rồi. Thôi. Hey, it's me, Mary. I just saw the news and it looks like the weather's going to get a little worse over there tonight than we thought. Would you mind letting Ginger out in the backyard one more time really quick before the storm starts? Stay safe tonight. I doubt you'll lose power, but just in case you do, there's a key in my bedroom that goes to the breaker box downstairs. Thanks again for all of your help. During Ginger ra ngoài à? Khi nào Ginger? Ringer, sao mày không đi? Mày không dám đi một mình các bạn ơi. Cần phải có Ringer đi chung thì mình mới dám ra ngoài. Có cái gì xuất hiện hay không đây? Ủa? Gờ sao chui vô cây rồi? Ringer. Nó không trở lại với mình. Là bơ đấy, mình cần có con Ginger các bạn. Hồi nãy giờ có con chó cho nên là mình mới cảm thấy gọi là thoải mái thư giãn được trong cái game quái quỷ này. Lúc đầu nhìn thấy cái con ở trong nhà bếp, nó núp trong nhà bếp là mình đã thấy gỡn sợ dây ốc rồi. Bây giờ mà không có nó thì chắc là mình toi quá các bạn ơi. Mary again. Sorry to call you back, but I forgot. There are some dishes in the dining room that I forgot to put in the sink. Could you get them for me? Okay, bye now. Chưa thấy đi được. Kiên cờ sổ cái gì thế? Mới hẹn chữ gì lên ấy. Ủa? Cửa tự đóng lại rồi các bạn ơi. Cửa
tôi đóng lại rồi. Không. Cửa này không mở được. Y bán, y bán đến mức một cách đáng sợ luôn. Thôi, ra đây ngắm con chó để cho thoải mái tí các bạn ơi. Con chó không đứng trong bếp làm cho mình không dám vào trong. Biết từ khi nào mình lại cảm thấy mình nhát gan như thế này nữa, nhưng mà cái con hồi nãy làm cho mình cảm thấy đáng sợ. Đừng đi mất nhớ Ginger. À, nó không ban cho mình cái gì đi, nó ban cho mình một người bạn là chú chó ở trong cái game này mà lại đi mất thì mình cảm thấy rất là sợ. Ồ, đây rồi, vẫn còn. Ginger vẫn còn chỗ này các bạn ơi. Có thể lật hay sao ấy. Vẫn còn cái bài ơi. Đây chính là thánh địa rồi, cái nơi mà mình cảm thấy an toàn nhất trong game này. Ai. Sao mình lại phải làm cái việc này chứ? Bây giờ còn phải đặt cả cốc vào nữa. Thôi. Nhưng mà nó không hiện nhiệm vụ nữa các bạn ơi. Mình có thể ở đây chơi với con chó được chưa? Sao mình nghe tiếng tivi thế? Cúp điện rồi cái má ơi. Mình nghĩ là sắp có chuyện gì xảy ra rồi. Không biết là có chuyện gì, nhưng mà có lẽ là mình phải trượt xuống cái tầng hầm để mà chúng ta gọi là mở điện lên. Liệu cái gì sẽ xuất hiện đây? Người là cái con kia sắp sửa xuất hiện ấy các bạn ơi, chuẩn bị tinh thần nhé. Mình thì chắc là mình sợ hại một vài lần thôi, mình sẽ quen với cái đó mà chưa chắc các bạn đã quen. Xuống căng tin được rồi đây. Tìm chìa khóa để mở cái khốn nạn này. Tại sao không chuẩn bị chìa khóa từ trước? Để rồi khi mà điện nó cúp như thế này ấy, thì lại đi tìm chìa khóa. Biết ở đâu bây giờ? Bảo đảm với các bạn luôn là lên trên là thế nào cũng bị đuổi theo cho xem. Chỉ bằng nó xuất hiện sớm để nó hù mình phát. Để cho mình gọi là có cái kháng thể với nó. Tốt hơn rất là nhiều. Khóa ở đâu? Đóng cửa lại nhá. Mình không biết chìa khóa ở chỗ nào cả, cho nên là mình phải đi tìm đây. Có vẻ như không có trong cái phòng này rồi. Bây giờ thì biết được thêm một thông tin là chúng ta có thể vào phòng đóng cửa lại. The key in bedroom.
Bedroom là phòng này đúng không? Bedroom đây. Còn có cái giường là bedroom chứ là gì nữa. Còn bedroom nào nữa à? Có lẽ là chìa khóa nằm trong căn phòng này thật, nhưng mà mình không thấy thôi các bạn ơi. Để tìm một cách kỹ lưỡng đi. Không có phòng này phòng gì đấy. Mình không biết cái khái niệm phòng bedroom là phòng quái gì luôn. Không phải phòng này. Không phải là cái phòng đó rồi. Hồi nãy mình đã kiểm tra trong cái ngôi nhà này rồi, là có một cái phòng tắm ở ngoài kia, một cái phòng trang trí đồ chơi gì đó, và một cái phòng kỳ lạ ở trong kia. Thì có thể suy ra là đây chính là bedroom rồi các bạn ơi. Mình sẽ kèm cho kỹ lưỡng vào. It came in bedroom. Thấy chưa, mở được mà. Nó mở được các bạn ơi. Tại sao hồi nãy mình lại gần nó không mở ra. Mình phải ngồi xuống. Đã lấy trong chìa khóa rồi, bây giờ mới là vấn đề. Nó xuất hiện rồi các bạn ơi. Tìm đi chưa mà rời khỏi cái chỗ quái quỷ đây. Nghe tiếng có vẻ như là ở cái chỗ nào thế? Nó không cho mình mở điện luôn các bạn. Tủ quần áo à? Ừ. Có phải là vừa thấy nó đúng không? Nó chạy ở bên ngoài các bạn ơi. Nó không vào phòng được hay sao ấy. Hồi phục thể lực lại để xem nào. Không nhảy lên để xem được. Thấy rồi các bạn. Cái game này có vấn đề rồi. Ừ. Nó chạy rất nhanh nhưng mà nó không vào phòng được.
Đây là một cái khuynh hướng tốt dành cho chúng ta, nhưng mà nó đứng ở trước cửa này thì bó tay. Có vẻ như ở tủ khóa, hành lang. Thử qua chỗ này xem nó có đi chỗ khác không chứ. Cái quái gì thế này sao chơi? Liều mạng chạy ra bên ngoài cho các bạn. Mất hết cảm giác sợ hãi rồi. Nếu mà nó chạy chậm ấy thì mình sẽ sợ các bạn. Nếu mà nó chạy chậm nó đuổi theo mình ấy thì mình sẽ sợ, còn nếu nó bắt được mình ngay tấp lự ấy thì mình sẽ không sợ. Một cái định nghĩa rất là ngu ngốc trong game kinh dị. Game này có vấn đề đâu các bạn ơi. Chuyện quái đi xảy ra với nó thôi. Hay là mình không cần thiết phải vào cái phòng nó đến từ cái chỗ này các bạn ơi. Tủ khóa hành lang. Không biết là cái con khuyện ở đâu rồi, bực ghê. Khóa hành lang là đâu? Cần phải tìm chìa khóa là cái gì không?